Lời cầu nguyện đập tan ma quỷ. Anh chị em hãy vào nơi yên tĩnh và hãy công bố đọc theo qua môi miệng mình hàng ngày để giải phóng mọi trói buộc giới hạn nhu cầu, nan đề trong cuộc sống và giải phóng sự trói buộc ức hiếp của tà linh ma quỷ trên đời sống của chính mình. Anh chị em hãy công bố mỗi ngày cho đến khi được giải phóng hoàn toàn. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết, thứ nhất, anh chị em hãy ăn năn xưng tội lỗi mình vấp phạm từ trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong lời nói đến hành động, tội lỗi xác thịt của mình từ trong quá khứ đến hiện tại. Bây giờ ăn năn càng chi tiết càng tốt. Thứ hai, hãy tha thứ và xin lỗi hết cho những người làm mình cay đắng, tổn thương, vấp phạm, giảng hòa với họ bằng tấm lòng thật sự của mình. Ma-thi-ơ chương 5 câu 23 đến câu 24 có chép ấy vậy: nếu khi nào người đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhờ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Thư tín Ga-la-ti chương 5 câu 19 đến câu 21 có chép: và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Đức Chúa Trời biết con người chúng ta là yếu đuối và bất toàn nên Ngài đã có lòng thương xót và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Thư tín Giăng nhất chương 1 câu 9 có chép: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Sách Thi Thiên chương 51 câu 17 có chép: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Bởi vậy chúng ta phải có tấm lòng ăn năn thật sự trong nơi kín đáo thì Đấng Chí Cao sẽ đoái thương chúng ta. Khi anh chị em ăn năn xưng tội thật chi tiết càng tốt thì anh chị em nhớ ấn tạm dừng video. Khi nào ăn năn xong, anh chị em tiếp tục cầu nguyện và công bố theo trong video. Bây giờ anh chị em hãy công bố lời Chúa lớn tiếng theo video. Không có vũ khí nào chế ra nghịch cùng tôi sẽ thịnh vượng, và mọi miệng lưỡi nghịch tôi trong xét đoán sẽ bị tôi định tội. Ê-sai chương 54 câu 17. Tôi đứng vững trong sự công bình, và mọi sự kinh hãi chẳng đến gần tôi. Ê-sai chương 54 câu 14. Những vũ khí dùng để đánh trận của tôi không phải bình thường mà bởi Chúa trở nên phi thường, có thể đánh sập mọi đồn lũy. Cô Dinh Tô thứ nhì chương 10 câu 4. Tôi nắm lấy thuận đức tin, và tôi dập tắt mọi tên lửa của kẻ thù. Ê-phê-sô chương 6 câu 16. Tôi nắm lấy gươm thánh linh, là lời Chúa, và sử dụng nó chống lại kẻ thù. Ê-phê-sô chương 6 câu 17. Tôi được trục khỏi sự rủa xả của luật pháp, tôi được trục khỏi sự đói nghèo, tôi được trục khỏi bệnh tật, tôi được trục khỏi sự chết về tâm linh. Ga-la-ti chương 3 câu 13. Tôi chiến thắng mọi sự vì Đấng ở trong tôi lớn hơn tất cả các kẻ ở trong thế gian. Giăng thứ nhất chương 4 câu 4. Tôi đứng vững trong ngày tai họa với lẽ thật làm dây nịt lưng và áo giáp của sự công bình. Chân tôi mang giày của tin lành bình an. Tôi nắm lấy cái thuẫn của đức tin. Tôi được bao phủ bởi mão trụ của sự cứu chuộc và tôi sử dụng gươm thánh linh là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 6 câu 14 đến câu 17. Tôi đã được giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và được biến đổi thành con cái rất yêu dấu của vương quốc Đức Chúa Trời. Cô-lô-se chương 1 câu 13.
Tôi đã được ban cho quyền để giày đạp trên rắn và bò cạp và trên tất cả quyền lực của kẻ nghịch. Không có gì làm hại tôi được. Luca chương 10 câu 19. Tôi không có một tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Ti-mô-thê thứ nhì chương 1 câu 7. Tôi đã được ban đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-su Quýt. Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Tôi được chữa lành bởi các lằn roi của Đức Chúa Giê-su. Ê-sai chương 53 câu 5. Tay tôi chặn cổ kẻ thù của tôi. Sáng Thế Ký chương 49 câu 8. Chúa sức dầu trên đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi cho đến trọn đời. Thi Thiên 23 câu 5 đến câu 6. Tôi đã được sức dầu để giao truyền, giảng dạy, chữa lành và đuổi quỷ. Tôi được nhận một cách dư dật ân điển và sự ban cho sự công bình, và bởi Đức Chúa Giê-su Quýt, tôi được cai trị trong cuộc sống. Rô-ma chương 5 câu 17. Tôi được sống và còn sống dư dật. Giăng chương 10 câu 10. Tôi đi trong sự sáng cũng như Ngài ở trong sự sáng, và huyết của Đức Chúa Giê-su đã rửa sạch mọi tội lỗi của tôi. Giăng nhất chương 1 câu 7. Trong Đấng Christ, tôi là người công bình của Đức Chúa Trời. Cô Dinh Tô Nhì chương 5 câu 21. Tôi là đầu chứ không phải là cuối. Phục truyền chương 28 câu 13. Nếu tôi quyết định điều gì, điều đó sẽ được thành trong cuộc đời tôi. Gióp chương 22 câu 28. Tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Luca chương 2 câu 52. Của cải và sự giàu có đều ở trong nhà tôi, và sự công bình tôi sẽ kéo dài đời đời. Thi Thiên chương 112 câu 3. Tôi sẽ được thỏa lòng sống lâu, và Đức Chúa Trời sẽ chỉ cho tôi thấy sự cứu chuộc của Ngài. Thi Thiên chương 91 câu 16. Tôi sẽ ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, và tôi ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Thi Thiên chương 91 câu 1. Không có tai họa nào xảy đến với tôi, cũng chẳng có ôn dịch nào dám tới gần nhà tôi. Hết thảy con cái tôi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái tôi sẽ lớn. Ê-sai chương 54 câu 13. Tôi được mạnh mẽ về tâm linh bởi Đức Thánh Linh Ngài ngự trong lòng tôi. Ê-phê-sô chương 3 câu 16 đến câu 17. Tôi được đâm rễ vững nền trong tình yêu thương. Ê-phê-sô chương 3 câu 17. Tôi yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ tôi. Ma-thi-ơ chương 5 câu 44. Cầu nguyện ơn phước và ân điển, lạy Chúa xin Ngài ban phước cho con và gìn giữ con, mặt Ngài chiếu sáng trên con và khoan dung con. Lạy Chúa, xin Ngài đoái xem con và ban bình an cho con. Dân số chương 6 câu 24 đến câu 26. Cầu xin Chúa làm cho con được giống như Ephraim và Manasseh. Sáng Thế Ký chương 48 câu 20. Nguyện cho con được hưởng ân huệ cho thỏa nguyện và được đầy dẫy ơn phước Chúa. Phục truyền chương 33 câu 23. Lạy Chúa, xin hãy lệ cho ơn phước Ngài đổ xuống cuộc đời con. Xin ban cho con sự khải thị và xin cho con được ban phước. Ma-thi-ơ chương 16 câu 17. Bởi Đức Chúa Giê-su Quýt, tôi là hạt giống của Áp-gia-ham và tôi được nhận sự chúc phước của Áp-gia-ham. Lạy Chúa, thì ban phước cho con nữa, và khi gia tăng, xin Ngài gia tăng con như sao trên trời và như cát trên bãi biển. Nguyện xin các cơn mưa ơn phước của Ngài đổ xuống đời con.
EC trên chương 34 câu 26. Nguyện xin tất cả các lời rủa sạt được biến đổi thành phước hạnh. Nê-hê-mi chương 13 câu 2. Nguyện xin ơn phước của Đức Giê-hô-va làm cho con giàu có. Châm ngôn chương 10 câu 22. Nguyện tất cả các nước đều xưng con là có phước. Ma-la-chi chương 3 câu 12. Nguyện tất cả các thế hệ đều xưng con là có phước. Luca chương 1 câu 48. Tôi là con cái của Đức Chúa Trời đáng ngợi khen. Mác chương 14 câu 61. Tôi sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời đáng ngợi khen. Mác chương 11 câu 10. Tội lỗi của tôi đã được tha và tôi được ban phước. Roma chương 4 câu 7. Lạy Chúa, xin Ngài hàng ngày ban cho con ơn phước dư dật. Thi Thiên chương 68 câu 19. Tôi được Đức Chúa Trời chọn và tôi được phước. Thi Thiên chương 65 câu 4. Dòng dõi tôi được phước. Thi Thiên chương 37 câu 26. Hãy để tôi được nhận đất. Thi Thiên chương 37 câu 22. Tôi thuộc về nước thánh và tôi được phước. Thi Thiên chương 33 câu 12. Lạy Chúa, xin hãy ban phước cho con lúc tuổi già nhiều hơn lúc con đang thì sóc chương 33 câu 12. Nguyện sự hiện diện của Ngài ban phước cho đời con. Samuel nhì chương 6 câu 11. Tôi uống chén phước lành cô dình tôi nhất, chương 10 câu 16. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tôi và soi sáng mặt Ngài trên tôi. Nguyện đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Nguyện hoa lợi trên đất tôi gia tăng và các đầu cùng đất đều kính sợ Ngài. Thi Thiên chương 67. Tôi biết Chúa che chở tôi vì kẻ thù không thắng được tôi. Thi Thiên chương 41 câu 11. Nguyện xin Đức Giê-hô-va ban ân huệ cho quê hương tôi. Thi Thiên chương 85 câu 1. Nguyện xin Đức Giê-hô-va ban cho tôi sự sống và ân huệ. Gióp chương 10 câu 12. Lạy Chúa, nhờ sự che chở của Chúa, núi tôi vững bền. Thi Thiên 30 câu 7. Lạy Chúa, con nài xin ân huệ của Ngài nguyện bởi ơn, Chúa sẽ khiến sừng tôi được ngước lên. Thi Thiên chương 89 câu 17. Lạy Chúa, bây giờ chính là giờ đã định của con để nhận ơn phước Chúa. Thi Thiên chương 102 câu 13. Lạy Chúa, xin hãy nhớ tôi với ân huệ Ngài ban cho dân sự Ngài và xin hãy viếng tôi với sự cứu rỗi của Ngài. Thi Thiên chương 106 câu 4. Lạy Chúa, tôi nài xin ân huệ của Ngài bằng tất cả tấm lòng của tôi. Thi Thiên chương 119 câu 58. Nguyện xin ân huệ của Ngài đổ xuống đời con như một đám mây của một trận mưa cuối mùa. Nguyện xin sắc đẹp của Ngài bao phủ cuộc đời tôi và nguyện xin tôi sẽ được ban phước dư dật. Sáng Thế Ký chương 29 câu 17. Tôi được ban phước rất nhiều. Lạy Chúa, xin ban cho tôi ơn phước lạ thường. Cầu nguyện về sự khải thị Ngài là một Đức Chúa Trời mà có thể tỏ ra những điều kín nhiệm. Lạy Chúa, xin Ngài bày tỏ những điều kín nhiệm cho con. Đa-ni-ên chương 2 câu 28. Nguyện xin Chúa bày tỏ ra những sự sâu xa, kín nhiệm cho con. Đa-ni-ên chương 2 câu 22. Nguyện xin cho con hiểu được những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Ma-thi-ơ chương 13 câu 35. Nguyện xin những dấu ấn bị bể ra bởi lời Ngài.
Đa-niên chương 12 câu 9. Nguyện xin cho con hiểu được và được sự khải thị về ý Ngài và mục đích của Ngài đối với cuộc đời con. Nguyện xin ban cho con thần trí của sự khôn sáng và sự bày tỏ, và xin cho đôi mắt hiểu biết của con được sáng tỏ. Ê-phê-sô chương 1 câu 17. Nguyện xin cho con hiểu được những việc thuộc về trời. Giăng chương 3 câu 12. Nguyện xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong lời Chúa. Thi Thiên chương 119 câu 18. Nguyện xin cho con biết và hiểu được các sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Mác chương 4 câu 11. Nguyện xin cho con giảng cho người khác bởi sự khải thị. Cô Dình Tô Nhất chương 14 câu 6. Nguyện xin Chúa bày tỏ những sự kín nhiệm của Ngài cho tôi tớ của các đấng tiên tri. Amốt chương 3 câu 7. Nguyện xin những điều kín giấu phải được lộ ra. Mác chương 4 câu 22. Nguyện xin giấu những lẽ thật của Ngài với những kẻ khôn ngoan và sáng dạ và bày tỏ cho con trẻ. Ma-thi-ơ chương 11 câu 25. Nguyện xin cánh tay Chúa được tỏ ra trong cuộc đời con. Giăng chương 12 câu 38. Nguyện xin bày tỏ những điều thuộc về con. Phục truyền chương 29 câu 29. Nguyện xin lời Ngài được bày tỏ cho con. Samuel ý nhất chương 3 câu 7. Nguyện xin sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va được bày tỏ trong cuộc đời con. Ê-sai chương 40 câu 5. Nguyện xin sự công bình của Ngài được bày tỏ trong cuộc đời con. Ê-sai chương 56 câu 1. Nguyện xin cho con nhận được các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Cô-rinh-tô-nhì chương 12 câu 1. Nguyện xin cho con nhận được dư dật các mầu nhiệm. Cô-rinh-tô-nhì chương 12 câu 7. Nguyện xin cho con là một kẻ quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô-nhất chương 4 câu 1. Nguyện xin cho con được nói về sự lạ lùng của Đấng Christ. Cô-lô-se chương 4 câu 3. Nguyện xin cho con nhận được và hiểu được sự khôn sáng kín dấu của Ngài. Cô-rinh-tô-nhất chương 2 câu 7. Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Thi Thiên chương 119 câu 19. Nguyện xin cho con giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời một cách lạ lùng. Cô-rinh-tô-nhất chương 2 câu 7. Nguyện xin cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Ê-phê-sô chương 6 câu 19. Nguyện xin cho con biết sự mầu nhiệm của ý Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 9. Nguyện xin cho con hiểu được các thí dụ, các lời của người khôn ngoan cùng các câu đố của họ. Châm ngôn chương 1 câu 6. Xin Chúa thắp ngọn đèn con và soi sáng sự tăm tối của con. Thi Thiên chương 18 câu 28. Xin Chúa khiến bóng tối sáng lên ở phía sau con. Ê-sai chương 42 câu 16. Xin cho con vật báu trong nơi tối và của cải kín giấu trong những nơi bí mật. Ê-sai chương 45 câu 3. Nguyện xin ngọn đèn của Ngài thắp sáng trên đầu tôi. Gióc chương 29 câu 3. Tâm linh tôi là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi bí ẩn của lòng. Châm ngôn chương 20 câu 27. Nguyện cho con hiểu được những điều sâu kín của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô-nhất chương 2 câu 10. Nguyện cho con hiểu được những tư tưởng sâu kín của Ngài. Thi Thiên chương 92 câu 5. Nguyện cho mắt con được chiếu sáng bằng lời Ngài. Thi Thiên chương 19 câu 8.
nguyện cho mắt con được ban phước để thấy. Luca chương 10 câu 23. Nguyện cho tất cả sự che khuất về tâm linh và các vầy cá phải được lấy ra khỏi mắt con. Công vụ chương 9 câu 18. Nguyện cho con được cùng tất cả các thánh đồ thấu hiểu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu thương của Ngài. Ê-phê-sô chương 3 câu 18. Nguyện xin Đức Giê-hô-va dạy dỗ tôi trong thì đen tối, và nguyện xin cho tôi được tỉnh thức với lời khải thị, công nguyện liên quan với thiên đàng. Tôi đang ngồi trên các tầng trời trong đấng quyết, rất cao hơn tất cả các chủ quyền, thế lực và quyền lực. Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Tôi nắm lấy vị trí của tôi trên các tầng trời và cột trói các chủ quyền và thế lực mà hoạt động chống lại cuộc đời tôi trong danh Đức Chúa Giê-xu. Tôi bẻ gãy và khước từ tất cả các chương trình trên các tầng trời mà chống lại tôi thông qua mặt trời, mặt trăng, các vì sao và các chòm sao. Tôi cột trói và khước từ tất cả các thế lực chống phá đang hoạt động chống lại tôi thông qua các chòm sao. Gióp chương 38 câu 31 đến câu 32. Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần mặt trăng và ma quỷ hoạt động thông qua mặt trăng trong danh Đức Chúa Giê-xu. Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần mặt trời và ma quỷ hoạt động thông qua mặt trời trong danh Đức Chúa Giê-xu. Tôi cột trói và khước từ tất cả các thần và ma quỷ hoạt động thông qua các vì sao trong danh Đức Chúa Giê-xu. Mặt trời không dọi tôi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại tôi khi ban đêm. Thi Thiên chương 121 câu 6. Các tầng trời được kiến tạo để thành một nguồn ơn phước cho cuộc đời tôi. Tôi nhận được mưa và ơn phước từ trời đổ xuống cuộc đời tôi trong danh Đức Chúa Giê-xu. Tôi cầu nguyện cho các thiên sứ được khai phóng để chiến đấu chống lại tất cả các linh trên các tầng trời mà được phân công ngăn chặn những lời cầu nguyện của tôi được trả lời. Đa-ni-ên chương 10 câu 12 đến 13. Tôi cột trói vua cầm quyền trốn không trung trong danh Đức Chúa Giê-xu. Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Tôi cầu nguyện cho các cửa sổ trên trời mở ra và tuôn đổ ơn phước xuống cuộc đời tôi. Ma-la-chi chương 3 câu 10. Tôi cầu nguyện cho thiên đàng mở ra và tôi cột trói mọi sự can thiệp ma quỷ từ trên trời trong danh Đức Chúa Giê-xu. Nguyện các thế lực ma quỷ ở trên trời bị rúng động trong danh Đức Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ chương 24 câu 29. Nguyện các tầng trời nhỏ xương móc xuống cuộc đời tôi. Phục truyền chương 33 câu 28. Lạy Chúa, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Thi Thiên chương 144 câu 5. Nguyện xin các tầng trời mở ra và con được xem những sự hiện thấy. EC trên chương 1 câu 1. Nguyện xin Chúa làm rúng động các tầng trời và làm cho sự vinh quang đầy dẫy nhà con. Ha-gê chương 2 câu 6 đến câu 7. Lạy Chúa, nguyện xin sấm sét trên các tầng trời chống lại kẻ thù nghịch. Thi Thiên chương 18 câu 13. Nguyện xin các tầng trời hạ xuống trước sự hiện diện của Chúa. Thi Thiên chương 68 câu 8. Nguyện xin các tầng trời ngợi khen các phép lạ của Ngài. Thi Thiên chương 89 câu 5. Xin Ngài bày tỏ các phép lạ của Ngài trên các tầng trời. Giô-ên chương 2 câu 30. Lạy Chúa, Ngài là đấng cưỡi trên các tầng trời và khai phóng giọng nói của Ngài. Thi Thiên 68 câu 33. Bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Ngài cho các thế lực trên các tầng trời. Ê-phê-sô chương 3 câu 10. Cầu nguyện cho sự gia tăng và phát triển. Nguyện xin tất cả các giới hạn và hạn chế trong cuộc đời tôi do bất kỳ tà linh nào áp đặt đều bị bẻ gãy trong danh
Đức Chúa Giêsu. Tôi cột trói và đánh đuổi tất cả các tà linh và các linh kiềm kẹp trong danh Đức Chúa Giêsu. Nguyện xin Chúa ban phước cho tôi, mở mang bờ cõi tôi. Nguyện xin bàn tay Chúa luôn ở cùng tôi và giữ tôi khỏi sự dữ. Sử Ký Nhất, chương 4 câu 10. Lạy Chúa, Ngài đã hứa mở mang bờ cõi tôi. Phục Truyền chương 12 câu 20. Nguyện xin Chúa mở rộng lòng con để con đi theo đường lối của các điều răn của Ngài. Thi Thiên chương 119 câu 32. Miệng tôi thách đố kẻ thù tôi. Samuel Nhất 2 câu 1. Nguyện xin thêm phước cho các bước đi của con để con có thể nhận được sự giàu có và thịnh vượng của Ngài. Ê-sai chương 60 câu 5 đến câu 9. Tôi nhận được sự giải cứu và sự gia tăng cho cuộc đời tôi. Ê-sơ-tê chương 4 câu 14. Nguyện Đức Giê-hô-va ra thêm phước cho tôi và con cái tôi. Thi Thiên chương 115 câu 14. Nguyện xin vương quốc và sự cai quản của Ngài thêm phước cho cuộc đời tôi. Ê-sai chương 9 câu 7. Nguyện xin cho tôi được tăng thêm sự hiểu biết của Chúa. Cô-lô-se chương 2 câu 19. Lạy Chúa, xin Ngài ban phước và thêm phước cho con. Ê-sai chương 51 câu 2. Nguyện xin gia tăng phước bội phần cho con. Sáng Thế Ký chương 30 câu 43. Nguyện xin cho con được gia tăng cùng với sự gia tăng của Chúa. Cô-lô-se chương 2 câu 19. Nguyện xin cho con được gia tăng và đầy dẫy lòng yêu thương Tê-sa-lô-ni-ca Nhất chương 3 câu 12. Nguyện xin gia tăng sự cao quý trong con và an ủi con mọi đường. Thi Thiên chương 71 câu 21. Nguyện xin cho con được gia tăng sự khôn sáng và vóc dáng. Luca chương 2 câu 52. Nguyện xin thêm sức cho con để con khiến kẻ nào chống lại con phải xấu hổ. Công vụ chương 9 câu 22. Nguyện xin ân điển và ân huệ của Ngài gia tăng trong cuộc đời con. Nguyện xin cho các năm tháng của cuộc đời con sẽ gia tăng thêm. Châm ngôn chương 9 câu 11. Nguyện xin cho lời Chúa được gia tăng thêm trong cuộc đời con. Công vụ chương 6 câu 7. Xin ban phước cho tất cả mọi sự gia tăng của con. Phục Truyền chương 14 câu 22. Nguyện xin thêm phước cho sự dâng hiến của con. Nguyện xin sự sâu rốt của con gia tăng trọng đại. Gióp chương 8 câu 7. Nguyện xin cho con được lớn lên trong ân điển và sự hiểu biết của Đức Chúa Giêsu Christ. Phi Ezer Nhi, chương 3 câu 18. Tôi sẽ là người công bình, sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Thi Thiên chương 92 câu 12. Nguyện xin cho đức tin con lớn lên vượt trội. Tê-sa-lô-ni-ca Nhi, chương 1 câu 3. Người mở đường đi lên trước tôi và phá tan mọi giới hạn và rào cản của kẻ thù. Mi-chê chương 2 câu 13. Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá. Ngài đã đánh tan mọi kẻ thù của tôi. Samuel Nhi, chương 5 câu 20. Nhành nhánh của tôi bao phủ trên tất cả các bức tường mà kẻ thù tôi dựng lên. Sáng Thế Ký chương 49 câu 22. Tôi có thể xông ngang qua đạo binh và vượt qua các tường thành. Thi Thiên 19 câu 29. Nguyện xin dòng dõi của tôi đi khắp trái đất và lời nói của tôi truyền đến nơi tận cùng thế giới. Thi Thiên 19 câu 4. Tôi là người đồng kế tự với Đức Chúa Giêsu Christ. Xin cho tôi người ngoại đạo làm cơ nghiệp và các đầu cùng cuối đất làm sản nghiệp. Thi Thiên chương 2 câu 8.
con cầu nguyện tất cả lời của Chúa ở trên sẽ ứng nghiệm trên đời sống của con. Con là người được phước từ Chúa. Con sẽ bày tỏ danh của Ngài qua đời sống đắc thắng của con. Và con thành kính dâng lên ba ngôi Thiên Chúa lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em nhớ chia sẻ video này trên mạng Internet cộng đồng để nhiều con dân Chúa trên nước Việt Nam và thế giới cũng được giải phóng khỏi quyền lực ma quỷ hoàn toàn. Chúa yêu hết thảy anh chị em trong tình yêu cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.